đều nặng tình nặng nghĩa. Thiếp không thể bỏ người này để sống với người kia an hưởng phúc lành được. Nhưng thân nàng không thể xẻ làm đôi được. Xưa này thế gian không có chuyện một vợ hai chồng. Phu quân, quan bà đừng làm con sợ. Thầy chết, có được cổ yên mà đẹp hay không còn phụ thuộc vào quyền ở ta. Từ thuở Hàn Vi, thiếp đã đem lòng yêu chàng Hàn Sĩ. Còn với Nghề Long, vì lánh nạn Văn Kỳ đã tìm đến nơi nương nhờ. Trước là vì nghĩa, sau đã nên tình. Quả thực khó nói được người hơn người kém. Chỉ bằng cho thiếp xin được lỗi đạo với hai chàng, tìm về cửa Phật, nương thân. Muôn đợi ơn chàng đã yêu thương che chở thiếp. Thiếp nguyện kết cỏ ngậm vành, hẹn đến kiếp sau xin báo đền trọn vẹn.